Mở đầu bộ phim là cảnh nhóm bốn bạn trẻ con nhà giàu đang ngồi ăn uống tán dóc bên ngoài ngôi biệt thự. Bọn họ bàn tán về một truyền thuyết đô thị dạo gần đây, về một kẻ sát nhân tâm thần tên là Butcher. Hắn là kẻ giết người rất nổi tiếng vào những năm 1977, số nạn nhân của hắn không thể đếm xuể. Cô bạn tóc vàng thì cho rằng đó chỉ là câu chuyện bịa đặt, làm gì có ai như thế. Bọn họ vui vẻ tiếp tục tám chuyện với nhau. Bỗng cậu bạn tóc xoăn vô tình đổ nước lên người cô gái ngồi kế bên, khiến cô ta phải vào nhà thay đồ. Cha mẹ của cô gái là những nhà sưu tầm đồ cổ, vì thế trong nhà có rất nhiều báu vật quý hiếm. Cậu bạn tóc xoăn trong lúc đi xung quanh, bỗng phát hiện một con dao thời cổ, trông có vẻ rất đáng giá. Cậu ta sau đó đi xuống tầng hầm ngôi nhà để tham quan. Đang cầm chai rượu trên tay, bất ngờ một tiếng động lớn vang lên khiến cậu ta giật mình đánh rơi chai rượu. Cậu thanh niên chưa hiểu chuyện gì, từ phía trên đầu một tên sát nhân đeo mặt nạ xuất hiện. Hắn cầm chai rượu đâm vào miệng cậu ta đến chết. Đến lượt cô gái là nạn nhân tiếp theo. Cô ta nghe thấy tiếng động bên ngoài hành lang, vừa mở cửa thì tên sát nhân đã đứng trước mặt. Cô gái la hét kêu cứu, thế nhưng không ai nghe thấy. Cuối cùng đã bị hắn ta đập đầu vào bồn cầu đến khi tắt thở. Còn lại cặp đôi bên ngoài ngôi nhà. Bọn họ tranh thủ thời gian liền đi làm một nháy. Khi vừa quay trở về, tên sát nhân bất ngờ lao đến giết chết cậu thanh niên. Còn lại cô gái tóc vàng. Cô ta sợ hãi liền bỏ chạy vào nhà ẩn trốn. Tên sát nhân sau đó đi xung quanh tìm kiếm. Một lát sau mọi thứ dần trở nên im lặng. Cô gái tưởng rằng tên sát nhân đã rời đi, nên từ từ bước ra kiểm tra. Lúc này bố mẹ cô đã lái xe trở về. Cô gái nghe thấy tiếng xe liền lập tức chạy ra định kêu cứu. Bất ngờ tên sát nhân đã đứng chờ sẵn. Nhấc bổng cô gái đâm vào tường, khiến cô ấy chết ngay lập tức. Một lát sau khi hai vợ chồng vào nhà, thì kinh hãi khi thấy cảnh tượng đáng sợ. Con dao trong bộ sưu tập cũng đã biến mất. Chuyển cảnh đã là ngày hôm sau. Nhân vật chính của bộ phim là cô gái trẻ tên Millie. Bố cô không may qua đời một năm về trước. Millie sống cùng mẹ và người chị gái làm cảnh sát Salin. Sau cái chết của bố, Millie dần trở nên im lặng ít nói. Cô gái không quan tâm đến bản thân mà chỉ cố làm hài lòng những người xung quanh, đặc biệt là mẹ của cô. Ở trường Millie có hai người bạn thân là Nila và Josu. Bọn họ là một nhóm vô cùng thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Nila rất quan tâm Millie, còn khuyên cô gái nên cố gắng mở lòng mình hơn. Vì tính cách nhút nhát nên Millie thường xuyên là nạn nhân cho đám bắt nạt trong trường. Cô bị Jessica cùng hội bạn của cô ta chặn đường, liên tục chế nhạo cười cợt. Millie cảm thấy bản thân mình yếu đuối, đến cả việc tỏ tình với anh chàng cờ rất đẹp trai tên Booker, cô cũng không dám làm. Ngày hôm đó, Millie có tiết học thiết kế ở lớp ông thầy Quentin. Ông ta là một kẻ khó ưa, thường xuyên kiếm chuyện dằn mặt cô gái trước cả lớp. Millie chỉ biết cúi đầu xin lỗi mà không làm được gì. Lúc này bỗng một tin nhắn khẩn cấp gửi đến toàn thể học sinh trong trường, thông báo về bốn người bị giết tối qua, hung thủ vẫn đang lảng vảng trong thị trấn. Millie cùng hai đứa bạn thân cảm thấy bất an. Tuy nhiên tối hôm đó cô gái vẫn đến buổi thi đấu bóng bầu dục trong trường, mặc trang phục hóa trang và nhảy múa cổ vũ. Millie cho rằng việc tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp cô ghi điểm trong hồ sơ vào đại học. Một lát sau khi trận đấu đã kết thúc, Millie ngồi bên ngoài chờ mẹ lái xe đến đón. Thế nhưng bà ta vì uống rượu quá chén, đã mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lâu. Millie không biết vẫn tiếp tục ngồi chờ, đến khi ngôi trường không còn lại một ai. Cô gái nhìn qua bên kia đường, bất ngờ phát hiện tên sát nhân Butcher đang đứng nhìn mình. Hắn ta ngay lập tức lao đến. Millie sợ hãi liền bỏ chạy vào trường kêu cứu, thế nhưng lúc này không còn ai có thể giúp cô. Tên sát nhân bắt kịp Millie và đè cô gái xuống. Hắn cầm con dao cướp được tối qua, vừa giơ lên thì không gian xung quanh bỗng biến đổi. Ngay khi mũi dao cắm vào vai Millie, tên sát nhân liền tỏ vẻ đau đớn. Hắn ta phát hiện vai của mình đang chảy máu, còn cô gái thì bình an vô sự. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất ngờ một tiếng súng nổ lên, chính là cô chị Salin. Tên sát nhân ngay lập tức bỏ chạy, Millie vì thế đã may mắn thoát chết. Cô gái sau đó được đưa đến sở cảnh sát. Bà mẹ nghe tin thì tức tốc chạy đến, ôm chầm lấy con gái, không biết rằng gương mặt của Millie giờ đây đã thay đổi. Khuya hôm đó khi cô gái đang ngủ trên giường, đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Sáng hôm sau khi tên sát nhân tỉnh dậy, thấy trong người mình có gì đó thay đổi. Hắn giật mình phát hiện bản thân lại đang trong cơ thể Millie. Trong khi đó Millie lại có được cơ thể của tên sát nhân. Dường như có gì đó sai sai ở đây. Tên sát nhân sau đó đi xuống nhà bếp, nhìn thấy cô chị gái Salin đang ăn sáng. Hắn như thói quen liền cầm lấy con dao, định bước đến sát hại cô gái. Thế nhưng vừa lúc đó bà mẹ bất ngờ xuất hiện khiến hắn phải dừng tay. Tên sát nhân sau đó quyết định chuyển mục tiêu. Hắn mặc lên người bộ trang phục táo bạo, ngang nhiên bước đến trường trước ánh mắt của những học sinh xung quanh. Tên sát nhân biết rằng, giờ đây hắn có thể thoải mái đi khắp nơi mà không lo sợ bị phát hiện. Lúc này Jessica bỗng bước đến bên cạnh. Khác với thái độ thường ngày, cô ta tỏ vẻ dịu dàng với Millie, còn xin cô gái kể lại chuyện tối qua khi bị kẻ sát nhân tấn công.
Jessica không biết rằng người đứng trước mặt mình là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó, Millie với hình hài của kẻ sát nhân, vì không chịu nổi mùi hôi của hắn nên đã lén lút chạy vào trường định đi tắm. Jessica sau đó đi vào nhà vệ sinh, phát hiện Millie đang tắm bên trong. Tưởng rằng đó là kẻ sát nhân, cô gái sợ hãi bèn chạy ra ngoài. Bất ngờ tên sát nhân xuất hiện chặn đường. Hắn đưa Jessica vào buồng đông lạnh, bảo cô gái trốn ở đây. Jessica chưa kịp làm gì, đã bị tên sát nhân khóa chặt cửa nhốt lại bên trong. Sau đó chỉnh nhiệt độ âm 300 độ C. Đến khi Millie tắm xong bước ra, phát hiện Jessica đã chết cứng trong buồng đông lạnh từ lúc nào. Cơ thể cô ta bất ngờ rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Về phía tên sát nhân, sau đó đã đến lớp của ông thầy Quentin. Hắn ta đến ngồi bên cạnh Booker, còn tỏ vẻ khiêu gợi để quyến rũ cậu. Booker cảm thấy Millie hôm nay cư xử hơi lạ. Ông thầy Quentin nhìn thấy liền mắng hắn ta trước lớp. Tên sát nhân bắt đầu tức giận, hắn xác định ông thầy giáo sẽ là mục tiêu tiếp theo. Thế là đợi khi cả lớp về hết, Booker một mình đến gặp ông thầy. Hắn không nói không rằng, liền đến khởi động chiếc máy cưa gỗ. Ông thầy vừa bước đến liền bị hắn ta tấn công. Thế nhưng với cơ thể nhỏ bé, tên sát nhân không phải đối thủ, liền bị ông thầy đánh ngã. Ông ta sau đó định đến phòng hiệu trưởng báo cáo, bất ngờ bị tên sát nhân đánh lén, đâm tua vít vào cổ khiến ông ta loạn choạng té xuống đất. Tên sát nhân sau đó đẩy cơ thể ông thầy vào máy cưa, cắt ông ta ra làm hai mảnh. Trong khi đó, Millie đã đến gặp hai người bạn thân Nila và Joshua, định nhờ bọn họ giúp đỡ. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy cô gái, cả hai sợ hãi liền vội vã bỏ chạy. Millie cố gắng đuổi theo giải thích. Cô nói ra những bí mật chỉ ba người biết, còn nhảy cả màn vũ đạo ngớ ngẩn mang đậm phong cách của mình. Nila và Joshua nhìn thấy thì vô cùng mừng rỡ, biết chắc người đứng trước mặt chính là Millie. Cô gái sau đó kể lại vụ việc tối qua, về con dao bí ẩn đã khiến linh hồn cả hai bị hoán đổi. Joshua lên mạng tìm kiếm, biết được con dao đó chính là báu vật cổ xưa, chỉ dùng trong nghi lễ hiến tế. Trong đó ghi rằng sau 24 giờ, linh hồn của cả hai sẽ vĩnh viễn bị hoán đổi thân xác. Trừ khi Millie có thể tìm ra con dao, dùng nó đâm lại vào người tên sát nhân trước 12 giờ đêm nay. Không còn thời gian, cả ba nhanh chóng đến sở cảnh sát để lấy lại con dao. Vừa bước ra hành lang, bọn họ đã bất ngờ đụng độ tên sát nhân. Hắn giả vờ la lớn kêu cứu, khiến cảnh sát xuất hiện đuổi theo nhóm của Millie. Bọn họ hoảng hốt liền lên xe bỏ chạy khỏi đó. Để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, cả ba đã lái xe đến tiệm quần áo của mẹ Millie, định tìm cho cô một chiếc mặt nạ cải trang. Millie trong lúc đang trốn trong phòng thử đồ, bỗng nghe tiếng mẹ của mình bên ngoài. Cả hai bắt đầu nói chuyện tâm sự. Bà mẹ không biết rằng người đứng bên trong lại chính là Millie. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ mình, rằng bà đã cô đơn thế nào sau khi bố cô mất. Sau khi tìm được mặt nạ cải trang cho Millie, cả ba nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này bọn họ phát hiện tên sát nhân đang ở cùng nhóm của Booker tại khu vui chơi. Hắn ta muốn giết cậu thanh niên, nên giả vờ rủ cậu ta đi vào trong ngôi nhà ma. Booker ngây thơ nên đã đi theo. Ngay khi tên sát nhân vừa định lao đến, bất ngờ Millie đã đến kịp lúc. Cô gái dùng gậy đánh vào mặt tên sát nhân khiến hắn bất tỉnh. Cậu bạn Booker sợ hãi bỏ chạy, thế nhưng cũng bị Millie chặn đường đánh ngất đi. Cả ba sau đó đưa tên sát nhân về nhà của Joshua và trói hắn trên ghế. Millie cố gắng giải thích cho Booker những chuyện đã xảy ra với mình. Cậu ta ban đầu tỏ vẻ nghi ngờ những lời cô nói, thế nhưng sau khi nhận ra tình cảm bấy lâu của Millie, Booker đã tin người đứng trước mặt chính là cô gái. Bốn người bọn họ sau đó lên kế hoạch, sẽ đến sở cảnh sát để cướp lại con dao. Joshua được phân công ở nhà một mình để canh chừng tên sát nhân. Trong khi đó ba người kia đã nhanh chóng lái xe đến sở cảnh sát. Nila chạy vào bên trong, phát hiện cô chị gái Salin đang ngồi trực, bèn giả vờ sợ hãi bảo rằng đang bị tên sát nhân truy đuổi. Salin nghe xong liền hoảng hốt chạy ra ngoài kiểm tra. Nila tranh thủ thời cơ liền mở khóa tủ lấy con dao. Lúc này ở nhà Joshua, trong lúc đang ngồi canh chừng tên sát nhân, bỗng mẹ cậu ta bất ngờ quay về nhà. Nhìn thấy tên sát nhân bị trói trên ghế, bà mẹ nghĩ rằng đó là Millie, liền yêu cầu Joshua mau gỡ trói. Cậu ta cố gắng giải thích, thế nhưng không có tác dụng. Tên sát nhân tranh thủ thời cơ đã tự mình gỡ trói, sau đó cầm dao lao đến truy sát hai mẹ con Joshua. Bọn họ sợ hãi bèn chạy vào phòng khóa trái cửa. Về phía cô bạn Nila, trong lúc lấy con dao đã không may bị Salin phát hiện. Cô gái giơ súng đe dọa, yêu cầu Nila thả con dao xuống. Lúc này tên sát nhân cũng vừa chạy đến. Hắn ta nhìn thấy con dao định lao đến cướp, bất ngờ Millie xuất hiện ngăn cản. Tên sát nhân tranh thủ thời cơ đã cướp con dao và bỏ chạy khỏi đó. Salin sau đó bắt Millie định nhốt em gái mình vào tù. Bất ngờ Booker xuất hiện khiến cô ta mất cảnh giác. Millie lợi dụng thời cơ đã lật ngược thế trận, bắt Salin nhốt vào tù, còn nói rằng sẽ giải thích cho chị sau. Lúc này ở trường đang diễn ra buổi tiệc cuối năm cho các học sinh. Mọi người vui vẻ ăn chơi nhảy nhót. Tên sát nhân cũng đến để tìm kiếm con mồi mới. Lúc này có ba tên được dựa bước đến bao vây. Chúng hẹn kẻ sát nhân ra bên ngoài, định hãm hiếp hắn ta, thế nhưng không biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm. Tên sát nhân vô cùng thích thú.
hắn dùng vỏ chai đập vào đầu một tên. Tên tiếp theo thì bị chém vào cổ. Còn lại tên cuối cùng, hắn van xin tha mạng, thế nhưng vẫn bị kẻ sát nhân dùng cưa đâm vào chỗ hiểm đến chết. Đến khi Millie cùng nhóm bạn đến nơi thì mọi chuyện đã quá trễ. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, bọn họ nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm tên sát nhân. Cậu bạn Joshua đang đi, bất ngờ bị hắn ta chặn đường. Millie ngay lúc đó liền xuất hiện cứu nguy. Cô gái không còn sợ hãi, mà ngang nhiên đối mặt với kẻ vừa ám sát mình hôm qua. Cả hai sau đó lao vào nhau, tên sát nhân với cơ thể nhỏ bé không phải đối thủ. Millie dễ dàng khống chế hắn ta. Ngay lúc vừa cướp con dao định đâm vào người hắn, bất ngờ một viên cảnh sát xuất hiện, cầm súng nhắm về phía cô gái. Tên sát nhân tranh thủ thời cơ liền chạy trốn. Millie nhanh chóng đuổi theo. Tên sát nhân vừa lúc đó bất ngờ bị Mila và Joshua chặn đường. Bọn họ đè hắn ta xuống đất. Millie liền lao đến cắm thẳng con dao vào người tên sát nhân. Đúng 12 giờ đêm, linh hồn cả hai đã trở lại cơ thể thật của họ. Vừa lúc đó ông cảnh sát cũng chạy đến, bắn nhiều phát vào người tên sát nhân khiến hắn ta gục ngay tại chỗ. Millie cuối cùng đã thành công lấy lại cơ thể của mình. Cô gái cũng đã tỏ tình với anh chàng Booker. Cả hai trao nhau một nụ hôn đầy lãng mạn. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng tối hôm đó, khi Millie đang ở nhà cùng mẹ và chị gái, cô đi ra ngoài kiểm tra phát hiện cửa nhà đã mở toang từ lúc nào. Lúc này kẻ sát nhân bất ngờ đứng đằng sau, hắn kề dao vào cổ Millie đe dọa. Salin định cầm súng bắn thế nhưng phát hiện khẩu súng đã bị lấy hết đạn. Bà mẹ bất ngờ chạy đến cứu nguy, thế nhưng liền bị tên sát nhân hạ gục nhanh chóng. Hắn ta bước đến chỗ Millie, định giết chết cô gái. Millie không hề lo sợ, liền dùng chân đá vào giữa háng của hắn. Bà mẹ con phối hợp đánh tên sát nhân choáng váng. Millie sau đó đã dùng vật nhọn đâm vào người, khiến hắn ta chết ngay lập tức. Cô gái cuối cùng đã hạ gục được kẻ sát nhân khét tiếng. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Để lại bình luận nhé. Hẹn các bạn vào những bộ phim khác. Xin chào tạm biệt.